Thưa cha, con có hai anh bạn rất là thân, nhưng mà cả hai anh lại gặp toàn là chuyện xui xẻo theo như lời hai anh tự thú. Anh bạn thứ nhất thì lấy vợ đã 18 năm nay, vợ chồng vẫn khỏe khoắn đi làm hàng ngày, nhà cửa khang trang, nhưng lại thiếu bóng trẻ con, vì bà vợ son sẻ, chẳng có con. Anh chị đã về Việt Nam khấn xin với Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị, rồi đến mộ cha Bửu Diệp tại miền Nam. Thế mà Chúa chưa nhận lời. Còn anh bạn thứ hai của con thì ngược lại, anh chàng mắc bệnh bất lực cũng đã đi khấn vái nhiều nơi trên nước mỹ mà chúa cũng chưa ban cho anh bạn trước thì định ly dị vợ còn anh bạn sau bằng lòng với số phận hẩm hiu thì lại bị bà vợ đe dọa là sẽ ly dị thưa cha cha có cao kiến nào để giúp cho họ không ạ xin anh thanh hùng chuyển tâm tình thông cảm và lời chia sẻ của tôi đối với nỗi đau buồn của hai người bạn đó nhé tôi hứa sẽ cầu đặc biệt cho hai ông bạn hầm hưu này. Câu hỏi của anh Thanh Hùng vừa nêu ra gồm hai vấn đề khác biệt nhau theo giáo luật. Vấn đề thứ nhất là son sẻ không có con, hai vợ chồng ăn ở với nhau lâu năm mà không có con, không có quyền bỏ nhau để lấy người khác. Đây là khoản 1084 trên ba của giáo luật. Sự son sẻ không ngăn cấm cũng không tiêu hủy hôn phối. Có nghĩa là sự không sinh đẻ không vô hiệu hóa được hôn nhân. Vấn đề thứ hai, bất lực, không thể làm việc vợ chồng. Đây là khoản giáo luật 1084 trên 1. Bất lực để giao hợp có trước khi kết hôn và vĩnh viễn, hoặc về phía người nam, hoặc về phía người nữ, dù tuyệt đối, dù tương đối, tự bản tính của nó khiến cho hôn phối vô hiệu. Cả hai trường hợp của hai ông bạn được kết tóm như sau. Việc son sẻ không sinh con không thể là lý do tiêu hủy hôn nhân được. Còn về vấn đề bất lực, nếu có trước khi lấy nhau và có tính cách vĩnh viễn không thể chữa trị được, đó là lý do để hủy bỏ hôn nhân. Đường sự cứ thành thực trình bày với tòa án hôn phối của giáo phận. Sau khi nghe biết sự việc, điều tra cứu xét cẩn thận xong tòa án hôn phối sẽ tuyên bố bằng một án lệnh sau khi hai người phối ngẫu đã lìa nhau người nào lành mạnh không bị án lệnh đó chi phối có thể đi lấy người khác